Hello, chào các bạn đang xem kênh Út Nông Dân. Nay quay clip chia sẻ lại một số vấn đề này, mình nghĩ là nó rất là quan trọng trong cái giai đoạn mà đang sổ nhị này nha các bạn. Bữa nay là chỗ mình mưa quá trời lớn luôn các bạn ơi, mưa tầm một tiếng mấy đồng hồ luôn nha. Mưa lớn kèm theo lốc xoáy. Nha các bạn. Cái lượng nước thì quá nhiều, đang bơm nước thì sẵn chia sẻ cho anh em một số vấn đề này cũng hay hay nè anh em ơi. Thì cũng có bạn, các bạn hỏi mình thì ở đây thì năm nay mình có đậy mũ không các bạn, là tức là cái sầu riêng vườn mình đang sổ nhị nè, hỏi mình cái vấn đề mà mình thời tiết mà năm các mùa nghịch năm thường có mưa nhiều các bạn, thì mình có kéo mũ lại không, thì mình xin trả lời là năm nay mình không có chùm mũ nha các bạn. Những năm trước thì chỉ là những cái lúc nào mà mưa quá trời nhiều, mưa nhiều quá mình mới đậy thôi, chùm mũ lại thôi, còn không thì mình cũng không có chùm luôn các bạn. Chùm rất là cực mà nó cũng hiệu quả nó không cao ha. Cho nên thì hôm nay là quay mình chia sẻ, mình nói rõ về nhiều vấn đề. Tại sao nên chùm mũ và tại sao không nên chùm mũ, thì nó cũng cái nào nó cũng có mặt lợi mặt hại cho các bạn, nhưng mà mình thấy là cái chùm mũ thì mặt hại nó nhiều hơn, cho nên mình quyết định mình không có chùm các bạn đó. Để các bạn thấy không, không có chùm luôn, để mưa thì cứ để mưa thoải mái các bạn, không sao ha. Thì tại sao mình không chùm, nếu mà không chùm mũ thì các bạn là nên làm gì, đây là cái vấn đề mà quan trọng nè các bạn. Thì ở đây thì mình có 7 cái vấn đề để chia sẻ để mình quyết định không chùm mũ nha các bạn. Đó. Thứ nhất là cái lượng mưa. Đó, cái lượng mưa quan trọng nha các bạn. Cái lượng mưa, nếu mà lượng mưa nó ít, nó không đáng kể, tức là mưa ít thì lâu lâu mới mưa, hoặc là 2-3 ngày mới mưa một đám, thì nó gọi ở đây thì mình sẽ nói là nó cái lượng mưa nó không đáng kể nha. Đó, thì nó không sao, không ảnh hưởng nhiều. Thì mình sẽ quyết định mình không đậy mũ nha các bạn. Chỉ trừ khi trường hợp mà nó vô cái đợt bão mưa dầm, tức là sáng mưa, trưa mưa, chiều mưa, ngày nào cũng mưa thì mình mới kéo mũ là thôi, còn không thì lâu lâu mới mưa đám, 2-3 ngày mưa đám và mưa với cái thời gian ngắn, thì ở đây mình sẽ không có đậy nha các bạn. Đó là cái thứ nhất, là các bạn nhớ là mưa ít thì mưa ít thì không sao, không cần thiết phải đậy nha các anh em. Đó. Cái thứ hai nữa thì các bạn thấy không, cái thứ hai là cái cũng cực kỳ quan trọng nè. Cái thứ hai là khi mà cái cây sầu riêng của mình, gốc sầu riêng của các bạn nó đang sổ nhị đó, thì ba cái nhị mà nó sổ, nó rụng xuống cái gốc sầu riêng rất là nhiều các bạn. Cho nên mình phải có điều kiện, anh em nên quét dọn, gom dọn lại cho nó sạch sẽ, cho nó thông thoáng, để làm chi, để cho nó khô ráo, và khi mà có mưa xuống thì nó không có ẩm ướt nha các bạn nha. Ẩm ướt thì các bạn biết là ẩm ướt mà mưa dầm thì nó không có khô thoáng, cũng như không có ráo hôi mô, thì nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái khả năng đậu trái cũng như chạy trái trên sầu riêng nha các bạn. Đó là cái cực kỳ quan trọng, cho nên bắt buộc thì sổ nhị, nếu mà sổ nhị tầm 2-3 đêm thì các bạn nên quét dọn, gom dọn lại một lần để mình thảy ra chỗ khác cho cái mô mình nó được khô ráo thôi các bạn, không có giữ nước ha. Lỡ mà có mưa lớn thì nó cũng không có giữ nước, thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều. Đó là cái thứ hai, là cái mình kỹ cái nó đỡ lắm nha các bạn. Cái thứ ba, là cái quan trọng thứ ba, là cái mình quản lý nước. Quản lý nước là quản lý cái gì? Quản lý nước là quản lý cái nước ở dưới mương đó các bạn ha. Ở trên mô thì mình không đậy, mình không quản lý rồi, nhưng mà bắt buộc thì mình phải quản lý cái nước dưới mương ha. Cái nước dưới mương cũng cực kỳ quan trọng trong cái thời điểm mà cây sầu riêng của các bạn nó chuẩn bị sổ nhị ha, trước khi mà nó chuẩn bị sổ nhị, hoặc là đang trong lúc sổ nhị, nên các bạn nên bơm cạn nước mương nha các bạn. Các bạn nên bơm cạn nước, không để nước quá nhiều đó, không để nước quá nhiều, để hạn chế cái cây của mình nó hút nước từ ở dưới cái mương lên, thì nó cũng giảm được cái tình trạng mà nó rụng trái nha các bạn. Đó,
quản lý nước là theo mình cũng là rất quan trọng, vấn đề mà nhạy cảm, đặc biệt là cây trên cây sầu riêng mỏng thon, anh em phải giữ nước tốt thì nó mới đậu trái tốt ha. Đó. À, cái quan trọng thứ tư ha, quan trọng thứ tư này mình nghĩ là cũng khá là quan trọng nhưng mà nhiều bạn bỏ qua, hoặc là có thể các bạn không biết, không để ý, không biết, hoặc là các bạn không làm, đó là cái vấn đề mà vũ cái bông sầu riêng các bạn. Là mình là sao, là khi mà cái bông sầu riêng của mình nó nở ra đó, tối buổi tối mà cái bông nó nở ra rồi, nó sổ xong rồi, thì buổi sáng các bạn nên ra vườn, các bạn có thể là dùng cái cuồng móc hay cái gì đó, hoặc dùng tay gì đó, thì các bạn leo lên cây, các bạn dùng lực, các bạn vũ cái bông nó ra nha, không có để cho cái nhị cái bông mà nó dính trên cái chùm bông của mình nha các bạn. Để làm chi? Để cho nó hạn chế nước mưa, hạn chế nước mưa nó vô cái chùm bông của mình, cũng như là nó là giảm nấm bệnh nữa bạn, giảm nấm bệnh tối đa nha. Hạn chế nước mưa này, hạn chế sâu bệnh ha, nước mưa sâu bệnh. Với lại là một cái nữa là mình xịt thuốc, khi mà mình rửa cái chùm bông của mình nó sạch sẽ ngon lành thì mình xịt thuốc đầu trái vô nó cũng ngon lành nữa các bạn, nó cũng đều nữa. Bạn xịt ba bên bốn phía, thuốc ba bên bốn phía nó vô nó cũng đều hơn là các bạn để cho cái chùm bông của mình tùm ha, thuốc nó không vô được thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Nó cho nên mình thấy cái việc vũ bông cũng quan trọng đó các bạn, nó đặc biệt là trong mùa mưa này ha. Cái thứ năm nữa là cái về cái vấn đề mà cái thuốc đậu trái, cái thuốc đậu trái nha các bạn. Thuốc đậu trái thì trên bông, trên trái sầu riêng thì không thể nào thiếu được nha các bạn. Đó. Cho nên trong cái giai đoạn mà trước khi sổ nhị thì anh em nên xịt ha, xịt dài cử đậu trái ha, dài cử thuốc đậu trái trước khi mà bông nó nở. Trong cái thời điểm mà bông của mình nó đang nở khoảng 70-80% thì các bạn cũng phải xịt cái bộ đầu trái trở lại nha các bạn, mình không bỏ cho sổ nhị xong nha. Ở đây thì khoảng sổ nhị trong toàn vườn của mình á, sổ nhị được 70-80% thì ở đây mình sẽ tiếp tục bắt đầu xịt cái bộ đầu trái tiếp tục trở lại nha, không bỏ cử nữa nha. Đó. Cho nên cái bộ thuốc đầu trái quan trọng thì các bạn nên lựa chọn những cái bộ thuốc nào cho nó uy tín, nó chất lượng và nó hiệu quả cao, hiệu quả nhanh thì nó mới đảm bảo tốt, nó không ảnh hưởng tới cái trái của mình ha. Nó là những cái bộ thuốc mà nó tốt mà nó mát các bạn, mình có thể xịt trong cái giai đoạn mà cái bông của mình nó đang sổ nhị ha. Nó là cái năm cái vấn đề mà quan trọng trước. Cái vấn đề thứ 6 là các bạn ha, các bạn lưu ý cái vấn đề thứ 6 là nhiều anh em rất là hoang mang, rất là sợ mà mình không dám làm nữa các bạn, là cái vấn đề mà quản lý nước, quản lý nước tức là cái lượng nước các bạn nên tưới bao nhiêu là cho đúng, cho nó phù hợp. Lượng nước tưới trên mô các bạn, thì nhiều vườn, nhiều người ta sợ, trong cái lúc mà đang xả nhị người ta sợ, ta không dám tưới các bạn, ta để cho cái mô nó quá khô, nó khô queo luôn, khô trắng đất luôn. Là theo mình ở đây là không nên nha các bạn, không nên nha. Cái đó là một cái sai lầm cực kỳ nghiêm trọng đó. Kể cả những người mà đã làm lâu năm đó, người ta cũng sợ như vậy, nhưng mà đối với mình ở đây thì mình không làm vậy. Thì giai đoạn sau nhị thì anh em có thể tưới bình thường ha, anh em có thể tưới cái lượng nước ha, bình thường, để chi, để cho nó giữ ẩm ha, nó giữ ẩm, nó chống sốc ha, không để quá khô. Nếu mà quá khô thì khi mà cái mưa xuống đột ngột thì cái cây của mình nó sẽ bị sốc nha các bạn, tại vì cái mô nó đang khô quá khô, mà tự nhiên cái lượng nước nó mưa xuống quá nhiều thì nó sẽ gây sốc, cây sầu riêng thì nó dễ rụng, đặc biệt cây mỏng thon ha. Nhưng mà lưu ý với các bạn là tưới, nhưng mà bạn tưới phải cái lượng nước vừa đủ, chứ không thể nào mà không, đừng có tưới mà nó như cái cây không mang trái nha ha. Không tưới như cái cây mà nó cây tơ nha, thì mình phải giảm liều lượng nước lại. Thay vì hồi đó thì lúc mà nó chưa có bông, chưa có trái thì các bạn tưới 3 phần, thì bây giờ mình tưới lại nó đang xả nhị rồi, các bạn nên tưới khoảng 1 phần thôi ha. Đó, để mục đích là mình giữ ẩm thôi, chứ mình không có tưới nhiều như cái lúc mà nó lúc trước ha. Đó là cái mình nói rõ cho các bạn cái vấn đề đó ha. Cái vấn đề cuối cùng là cái vấn đề thứ 7 ha. Vấn đề cuối cùng nha các bạn, là cái chuyện đi đọt đó. Trong cái thời điểm mà trước sổ nhị cũng như đang sổ nhị là cái cây sầu riêng của mình nó rất là nhạy cảm, nó rất là dễ đi đọt các bạn ha. Trong cái thời gian mà tầm
Thường thường là cái cây sầu riêng là tầm khoảng là tầm khoảng một tháng khi mà ra bông, hoặc là một tháng rưỡi khi ra bông, tức là nó gần sổ nhị các bạn, thì cái sinh lý của nó sẽ rất là dễ đi đọt ha, ra đọt non ha. Cho nên anh em nên lưu ý cái quan trọng là cái vấn đề mà cái đọt non anh em phải quản lý thiệt tốt thì mình mới giữ được cái lượng trái nó nhiều, nó đầy đủ, nó không ảnh hưởng bởi cái đọt non á. Vấn đề đi đọt thì trước khi sổ nhị thì các bạn có thể xịt dằn đọt một hai cử trước khi sổ nhị á. Còn nếu mà lỡ trong cái trường hợp mà nó đang sổ nhị thì anh em cũng phải xịt luôn, chứ không còn cách nào khác. Mình không để cho cái đọt nó ra quá nhanh quá dài thì mình sẽ khó xử lý nha. Cho nên mình chia sẻ cái loại thuốc này cho các bạn luôn đó, loại thuốc đặc hiệu chuyên dụng và nó không ảnh hưởng nhiều đến bông đến trái của các bạn trong giai đoạn mà nó đang sổ nhị ha. Đó thì nếu mà các bạn trong giai đoạn đang sổ nhị mà các bạn thấy nó cái cây sầu riêng của mình nó le đọt ha, nó sáng và nó ngóc cái đọt vậy, ngóc đầu vậy, thì các bạn nên xịt cái thằng ATP8 ha. Chia sẻ các bạn một cái loại thuốc mà đặc biệt ở đây thì mình cũng không có quay các bạn, tại vì những cái dòng thuốc này nó cũng khá nhạy cảm nên mình không có quay, mà không có chia sẻ rộng rãi nha. Còn anh em nào quan tâm thì quan tâm thì nhắn tin ha, nhắn tin với mình thì mình chia sẻ thêm. ATP8 các bạn, một cái dòng thuốc mà chặn đọt cực kỳ hay và nó cái hiệu quả nhanh, hiệu lực nó kéo dài nha, kéo dài có thể là nó tầm khoảng là 20 ngày luôn. Chỉ cần một lần xịt là nó quản lý cái đọt của mình tầm khoảng 20 ngày, đọt sẽ không đi nha các bạn, đọt sẽ không đi nha. Nhưng mà đặc biệt cái nó hay, nó nằm chỗ là nó không có ảnh hưởng, lỡ mà trúng cái bông cái trái không ảnh hưởng nhiều nha. Ở đây thì vườn mình thì mình trước sổ nhị mình đã xịt ha, đã xịt một lần ATP8 ha. Nó thì bây giờ đọt thì nói chung nó không có các bạn, nó rất là im nó. Cho nên chia sẻ với anh em nào mà đang lăng tăng lo sợ vấn đề mà cây mình đi đọt trong lúc sổ nhị ha. Đó là cái chia sẻ thêm, đó là 7 cái vấn đề mà các bạn nên lưu ý và các bạn quyết định có nên kéo mũ trầm mũ lại hay không ha các bạn. Đó là mình chia sẻ theo cái cách của mình làm. Rồi nếu mà các bạn thấy kênh mình hữu ích thì xin cho kênh Út Nông Dân một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nha các bạn, để mình ra tiếp những video mình chia sẻ nó cụ thể hơn nữa ha. Rồi ok các bạn, chào các bạn.